Nếu chỉ có nửa ngày ở Tiền Giang thì bạn sẽ ăn và chơi gì? Nhắc đến Tiền Giang thì chắc chắn không thể nào bỏ qua hủ tiếu Mỹ Tho. Trợ lý của mình lựa chọn cũng khá là nhiều chỗ thì quyết định vô hủ tiếu Bôn Ba. Được biết thì ở đây bán hơn 30 năm rồi. Lúc mình đi buổi sáng mà đông nghẹt luôn, cho nên là tụi mình phải giao các chỗ ngồi như là vỉa hè vậy á. Mình gọi một cái phần thập cẩm, nước dùng thanh, xương thì mềm, nhưng mà ngon nhất của mình là lòng nha, được làm rất là sạch sẽ. Một cái quán thật sự đáng cho bạn lưu danh sách nha. Tiếp đó thì tụi mình di chuyển đến nhà cổ. Thật ra thì ở đây nó cũng bình thường, không có gì quá đặc sắc. Ở đằng trước sẽ có một cái ao sen, chủ yếu đến đây chụp hình là chính, vào cổng thì không có tốn phí. Kế tiếp là mình đến thưởng thức món bún gỏi già. Nghe đồn là nguyên cái chỗ này chỉ còn một mình cô bán ba đời luôn rồi đó, con cái thì không có chịu nối nghiệp cho nên là chắc là dừng ở đời thứ ba thôi. Bún gỏi già thì nó cũng giống như bún mắm vậy mọi người, nhưng mà nước dùng nó sẽ dịu hơn, có rất nhiều gia vị đặc trưng trong đây, tưởng tượng như là ăn gỏi cuốn nhưng mà với nước vậy á. Ôi rồi, đặc biệt là cái mắm nêm này, ta nói ăn là nhức cái nắp, đậm đà và cực kỳ dính luôn nha. Với thời tiết nắng gắt và nóng như thế này thì trước tiên bước xuống chơi và ăn những cái chỗ hồi nãy giờ thì mình đã xuất kem chống nắng. Mình là da dầu cho nên lúc nào cũng ưu tiên chọn là kiềm dầu hết, như là Senka. Em này dạng sữa cho nên thấm rất là nhanh, không bị bết dính, cảm giác mềm và mịn nữa. Ngoài ra mình ấn tượng với công nghệ Total Skin Defense, màn chống nắng tác động giúp ngăn ngừa tia UV, ngăn bụi mịn PM 2.5, ngăn lão hóa, ngăn khô da và ngăn bít tắc. Với lại da mình đổ nhiều dầu nên dễ bị mất nước, mà em này có đến 40% dưỡng nên đồng thời giúp dưỡng ẩm cho da luôn. Nhỏ gọn lắm, có thể bỏ trong túi hay là ba lô mang theo cả ngày, khoảng 4 tiếng dùng là một lần là ok nha. Và việc làm kết thúc một cái chuyến đi ý nghĩa nhất đó chính là tụi mình phát cơm ở bệnh viện đa khoa tỉnh Tiền Giang. Bên cạnh đó thì tụi mình cũng có pha nước mời cô chú uống cho đã khác và mát mẻ. Mỗi tỉnh đều có một cái nét đẹp riêng, mỗi lần đi thì mình có vô vàn kỷ niệm đồng lại trong ký ức, và Tiền Giang cũng như vậy. Ai còn biết chỗ nào hay ho tỉnh này nữa thì cho Quang biết với nha.